Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau những lời tuyên bố vô lý và ngông cuồng của chính quyền Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông, thì không lâu sau đó, chính phủ Hoa Kỳ lập tức phản đối việc Trung Quốc đưa ra quy định tất cả tàu nước ngoài vào Biển Đông phải khai báo với cơ quan hàng hải nước này. Và phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi đây là lời đe dọa hết sức nghiêm trọng và vô căn cứ đối với tự do hàng hải và thương mại trên thế giới, với động thái hết sức ngang ngược. Và buộc Lầu Năm Góc lập tức ra lệnh cho tàu sân bay USS Nimitz và tàu khu trục USS Mackin có mặt ở Biển Đông để kiểm tra, giám sát cuộc tập trận trên biển và bác bỏ các quy định mới của Bắc Kinh. Trong khi nhóm các chiếc tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng đang có mặt tại vùng biển này trong một đợt tập trận kéo dài 14 ngày để phô trương với các nước trong khu vực cũng như thị uy với quốc tế. Và hôm qua thì một trận đụng độ máu lửa đã xảy ra như là để khẳng định ai mới là anh cả của thế giới. Trung Quốc dù vài thập niên trở lại đây cũng đã phát triển mạnh mẽ và vươn lên đứng thứ hai thế giới, nhưng xét về thực lực trong quân sự lúc này, Trung Quốc rõ ràng không thể so sánh với Hoa Kỳ, nhất là hạm đội Mỹ, để có bề dày gần trăm năm phát triển. Chính vì thế, lực lượng hải quân Trung Quốc phải nhận một cái kết tê tua đáng lòng trước cuộc đối đầu chấp nhoáng tại khu vực tranh chấp với 8 tàu khu trục bị hư hỏng nặng. Trong đó có 3 chiếc bị chìm xuống biển, cùng với 6 tàu hải cảnh bị tên lửa Tomahawk đánh chìm. May mắn cho hải quân Trung Quốc là tàu sân bay Liêu Ninh, cách vị trí lực lượng hải quân Hoa Kỳ khá xa nên kịp thời chạy trốn để nâng cấp sân sau. Qua cuộc đụng độ như thế này mới thấy hải quân Trung Quốc vẫn là một con hổ giấy, chỉ giỏi bắt nạt các nước nhỏ và yếu hơn mình. Nhưng khi đối đầu với các nước siêu cường về quân sự thì chưa thể so sánh với Hoa Kỳ hay Nga, thậm chí là Nhật Bản, cũng chưa chắc Trung Quốc đã hơn. Nếu so về chất lượng như chúng ta ai cũng biết, vì cái gì mang mác Made in China thì cả thế giới đều quá rõ chất lượng như thế nào. Đó chỉ là hàng nhái, hàng chuyên đi sao chép mà thôi. Ngay sau đó, truyền thông nhà nước CCTV và các nhà học giả Trung Quốc lập tức chỉ trích tàu chiến Hoa Kỳ cố tình gây hấn và tấn công hải quân Trung Quốc trên Biển Đông một cách trắng trợn. Bên phía Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào trước việc hải quân của hai nước vừa có cuộc đụng độ trên Biển Đông. Vâng thưa quý vị, trong một động thái mới đây, việc Trung Quốc đưa ra yêu cầu tất cả các tàu nước ngoài phải khai báo với cơ quan hàng hải Trung Quốc khi đi qua Biển Đông khiến nhiều nước trên thế giới bức xúc. Trước những quy định phi lý như vậy, chính quyền Nhà Trắng gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và thương mại trong khu vực cũng như trên thế giới. Vì thế, cho đến ngày chính phủ Hoa Kỳ vẫn giữ vững lập trường về tự do hàng hải tại khu vực và khẳng định nước này sẽ làm mọi thứ để mang lại tự do và hòa bình cho khu vực Biển Đông. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan, mấy ngày vừa qua Trung Quốc to gan dám thách thức cộng đồng quốc tế và tuyên bố là những tàu bè đi vào khu vực Biển Đông đều phải xin phép và khai báo cho bên Trung Quốc, cũng như mở một cuộc tập trận kéo dài 14 ngày trên vùng biển của các nước có chủ quyền, trong đó có Việt Nam, một cách phi lý và ngông cuồng ngạo mạn, thách thức thế giới. Trước thái độ đó, Hoa Kỳ đã một lần nữa cho hạm đội 7 là tuần dương hạm lớn mạnh và tối tân bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn tỏ rõ lập trường về tự do hàng hải ở Biển Đông. Do đó, động thái của Mỹ là Bắc Kinh rất tức giận và Bắc Kinh đã có hành động đưa tàu hạm đội sân bay Liêu Ninh ra để nghênh chiến với tàu Mỹ khi vị trí của hai bên gần nhau. Trung Quốc cho thông báo đây là lãnh hải của Trung Hoa, yêu cầu các tàu nước Hoa Kỳ hãy mau chóng rời đi. Phía Mỹ trả lời rằng đây là khu vực tự do hàng hải quốc tế, cho phép không liên quan gì đến Trung Hoa. Khi khẩu chiến không thể giải quyết tranh chấp, Trung Quốc ỉ gần nhà đã bắn 2 quả tên lửa chống hạm vào tàu chiến của Mỹ và đã bị phía Mỹ bắn phá hủy trước khi nó đến gần. Bên Trung Quốc phóng thêm 30 quả ngư lôi chống hạm vào tàu Mỹ nhưng chưa tiếp xúc được thì mục tiêu đã bị đánh chặn và phá hủy. Kế tiếp, Trung Quốc cho 5 chiếc Su bắn phá hạm đội 7 của Mỹ, nhưng sau cùng 5 chiếc Su cùng nhau lao vào tàu sân bay của Mỹ, đã liều mạng và khi đó còn ở xa thì dàn tên lửa cảm biến chống máy bay được kích hoạt tấn công và chỉ trong một nốt nhạc, 5 chiếc xuồng trúng đạn bốc cháy và lao xuống biển Trung Quốc cho phóng tiếp 50 quả tên lửa siêu thanh chống hạm. Nó bay gấp 7 lần bức tường âm thanh. Đây là một loại vũ khí siêu khủng. Nhưng 50 quả tên lửa này tuy lợi hại khi nó vừa bay đến, phạm vi nằm trong tầm kiểm soát thì đã bị radar phát hiện và hệ thống đánh chặn bằng tia laser đã hạ gục nó khi nó còn ở xa.
Phía Hoa Kỳ đã tỏ ra rất bình tĩnh trong vấn đề đánh trả, nhưng do Trung Quốc không tôn trọng luật pháp quốc tế và có hành vi tấn công phía Mỹ với lý do không chính đáng, không nước nào công nhận Biển Đông là của Trung Quốc. Tòa án quốc tế đã phán quyết Bộ Chỉ huy của Mỹ ra lệnh bắn 2 quả Tomahawk và 5 quả Harpoon về phía tàu Trung Quốc. Bên Trung Quốc bắn hạ 2 quả Tomahawk, còn 5 quả bắn trúng 4 tàu hộ tống và 1 quả trúng tàu Liêu Ninh. Trong bối cảnh Trung Quốc gây áp lực và thông báo rằng tất cả các tàu bè khi đi vào Biển Đông phải khai báo cho phía Bắc Kinh biết là trong tàu có chở thứ gì. Tuy nhiên, có một số nước cho đây là điều phi lý, không thể chấp nhận được và Việt Nam ta phản đối hợp tác với các nước cùng phản đối. Vừa qua, trước sự việc Trung Quốc muốn bá quyền cũng như gia tăng hành động, ngăn cản hàng hải tự do và cô lập Việt Nam. Gần đây, tướng Phan Văn Giang liên tiếp có những cuộc họp bí mật để hợp tác và đối phó. Như quý vị đã biết, vừa qua có chuyến viếng thăm của bà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Đây là thông điệp rất mạnh và chiến lược lâu dài phía ta đồng ý cho phép Hoa Kỳ xây dựng tòa đại sứ tại Cầu Giấy Hà Nội với thời hạn 99 năm. Còn về Biển Đông, bên ta khẳng định không theo nước này để chống phá nước khác và đặc điểm chiến lược nằm ở chỗ không cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh. Nhưng chính phủ ta cho phép Mỹ xây dựng căn cứ ngoài khơi vịnh Cam Ranh và binh lính Hoa Kỳ chỉ có quyền ở trong căn cứ, còn đất liền là ngoại lệ với phương châm Biển Đông là hàng hải tự do. Vừa qua có 5 chiếc tàu của Australia đi vào lãnh hải Việt Nam đến giao hàng nhưng bị nhóm tàu Trung Quốc chặn lại khám xét và cuối cùng bị bắt giữ lại tại Biển Đông. Nhận được tin đó thì tướng Giang đã phải chính thức tuyên bố phải cho Trung Quốc một bài học. Quân ta cho 2 tàu giám sát đến hiện trường để thăm dò và phát hiện 2 tàu Australia đang bị những tàu Trung Quốc vây quanh, đồng thời báo về Bộ Chỉ huy để có cách đối phó. Quân ta điều 10 tàu chiến có trang bị dàn hỏa tiễn của Ấn Độ và tên lửa diệt hạm của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phương án đã được thay đổi phút chót vì trong đó có 2 chiếc tàu Australia đang bị Trung Quốc bao vây. Sau đó, quân ta sử dụng tàu ngầm mini để đưa đội đặc nhiệm thực hiện đột nhập giải cứu thủy thủ của tàu Úc. Đúng nửa đêm, nhóm đặc nhiệm đột nhập bằng cách leo sợi xích mỏ neo để lên tàu. Sau khi xử lý mấy tên canh gác bên đó, các ông lái tàu theo tọa độ hướng Tây Nam. 20 độ, khoảng 20 km sẽ có tàu chiến Việt Nam hộ tống vào đất liền. Tàu Bộ Chỉ huy ra lệnh bắn diệt nhóm tàu phi pháp, đặt ra luật lệ hảo huyền Việt Nam và Philippines hợp tác đánh chặn các tàu chiến và giàn khoan Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa. Như tin đã đưa, các tàu chiến Trung Quốc rầm rộ kéo theo giàn khoan đến quần đảo Trường Sa. Sau đó, bên ta thông báo cho phía Philippines và cùng phối hợp tấn công tàu và giàn khoan Trung Quốc do địa hình giáp ranh hải phận Philippines và Việt Nam. Philippines có chung một vị khách thích đi lấn chiếm hải phận của nước khác, gây không ít khó khăn. Sau cục diện chuyển biến gia tăng, các siêu thị cũng thường xuyên có mặt, và đặc biệt là các loại vũ khí tối tân được các siêu cường đem ra thử tại Biển Đông và rao bán một cách công khai. Với tính chất bành trướng của Trung Quốc ngày một thâm độc, chúng ngang nhiên vạch ra đường lưỡi bò và công bố thuộc sở hữu của mình. Với áp lực đó, quân ta bắt buộc phải trang bị vũ khí tối tân như tàu ngầm Kilo, tên lửa BrahMos của Ấn Độ, tên lửa diệt hạm Hoa Kỳ Harpoon. Mỗi một thời kỳ, mỗi thay đổi xưa kia, ta là bạn nhưng nay là kẻ thù, vì chỉ có kẻ thù mới lấn chiếm biển đảo của ta. Một điều hiển nhiên và trớ trêu, xưa kia Trung Quốc giúp ta mua vũ khí và khí tài để ta đánh Pháp và Mỹ. Nay ta mua vũ khí của Mỹ để chống tàu bảo vệ biển đảo. Dòng lịch sử thay đổi rất nhanh và Việt Nam ta cũng nằm trong dòng xoáy do Bắc Kinh có những bước tham vọng nguy hiểm để trở lại chiến sự tại khu vực quần đảo Trường Sa. Quân Trung Quốc với đoàn tàu chiến bất khả xâm phạm ngạo nghễ và đầy thách thức với giàn khoan loại lớn nhất thế giới. Đúng 10 giờ sáng ngày hôm qua, chúng bắt đầu cho hạ thủy giàn khoan ngay vị trí hải phận Việt Nam. Theo tính toán, khu vực này có khối lượng dầu khổng lồ và chân mỏ nằm sâu trong hải phận của Philippines. Vì thế, phía Philippines không thể làm ngơ trước hành động đặt giàn khoan trái phép. Với tình thế căng thẳng và nguy hiểm, phía Trung Quốc có bố trí tàu chiến và sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, dám đem mạng đến. Tuy nhiên, để không hổ thẹn với vai trò đại tướng, bên ta đã có 20 tàu chiến có trang bị hỏa tiễn diệt hạm và chia đội hình để tấn công. Để đánh phủ đầu, quân ta cho bắn 5 quả BrahMos vào 5 tàu chiến của Trung Quốc và kết thúc là 5 tàu bốc cháy. Còn phía Philippines, cùng phóng 20 quả tên lửa Harpoon và các tàu còn lại vào giàn khoan. Những con tàu Trung Quốc bị trúng đạn bốc cháy và chìm, còn chiếc giàn khoan bị phá hủy một bên và nghiêng 90 độ chìm nghỉm.
chỉ hai chiếc đang cháy nhưng cùng thoát khỏi vòng vây và trốn thoát. Như tin liên quan mà chúng tôi vừa loan, trong tình thế nước ta đang giãn cách vào giai đoạn cuối, Trung Quốc lợi dụng tình thế đó, họ đã đem hàng ngàn tàu ngư dân của họ ra Biển Đông để đánh bắt họ, lấy số đông để ăn cướp, để la làng. Tuy nhiên, với tình hình này mà bên ta không lên tiếng thì coi như là công nhận sự có mặt của họ là hợp pháp. Còn nếu ta kháng cự, họ cho tàu chiến uy hiếp và tấn công ta. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy cho tướng Giang chủ trì bàn phương án đối phó cũng như đưa ra những phương án để đẩy lùi những tàu cá xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Tuy nhiên, vì đây là tàu dân sự, do đó bên ta không được manh động và phải hết sức tài tình để cho Trung Quốc tâm phục khẩu phục. Theo chỉ đạo của tướng Giang, chúng ta phải học cách của cha ông ta, ta lấy thô sơ để đấu với hiện đại và lấy ít đấu với nhiều. Như nhóm tàu ăn trộm, quân ta cho triển khai hơn 1.000 tàu ngầm mini để chở nhóm người nhái làm nhiệm vụ. Khi tàu ngầm cách mặt nước khoảng 10 mét thì các đặc nhiệm người nhái đồng loạt dùng mũi khoan để khoan cho thủng tàu, đồng thời dùng dao cắt cho thủng lưới cho cá lọt ra. Chỉ trong một tiếng đồng hồ có cả hàng trăm chiếc tàu bỗng dưng chìm một cách bí ẩn này. Tàu này la ó tàu kia làm cho chúng thất thần, không biết là chuyện gì đang xảy ra. Một số khác khi kéo cá thì chẳng được con nào. Những chiếc tàu bị chìm, chúng nhảy ra khỏi tàu kêu cứu ầm ĩ, trông thật thảm thương. Còn mấy chiếc tàu chiến chẳng biết làm gì hơn là quang phao cho người dân. Trong tình huống này có tên xì xầm, đây là ý trời và nghĩ đến câu đất nước Nam dân Nam ở, cớ chi ta lại kéo đến đây. Một lần nữa chúng ta được nhìn thấy tướng Giang ra đòn thật êm ái nhưng đầy sáng tạo và Trung Quốc không thể chống đỡ. Sau cùng chúng đành rút lui trong trật tự và xác những con tàu là một minh chứng cho sự thất bại của đế quốc tàu hiện nay. Với tình huống trên Biển Đông, Trung Quốc đang có những bước bá quyền. Chúng ngang nhiên cấm đoán tàu của Việt Nam ta và chúng đặt ra những tuyên bố không cho tàu của ta đánh cá hay xuất hiện chúng rượt đuổi đâm húc và bắn chìm. Theo tin của người dân cho biết đã nhìn thấy các tàu của chúng chế tạo có đặc điểm như một giàn khoan. Chúng trá hình nhằm qua mặt lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Chúng xuất hiện 5 tàu giàn khoan, 50 tàu chiến và 10 tàu chở hàng. Bên ta có 2 tàu hải cảnh đang làm nhiệm vụ, thông báo cho phía Trung Quốc. Các tàu của Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền của Việt Nam, đề nghị hải rời khỏi khu vực hải phận của Việt Nam. Nhưng chúng càng to mồm nói rằng đây thuộc chủ quyền của Việt Nam ta và dùng đạn bắn vào tàu hải cảnh của Việt Nam ta. Trước tình hình đó, thì tướng Giang cho thêm 2 tàu có trang bị tên lửa diệt hạm để tiêu diệt 5 chiếc tàu giàn khoan dầu, những tàu chiến của ta vừa bắn vừa rút lui vì hỏa lực của Trung Quốc quá mạnh và đông hơn bên ta. Quý vị thân mến, đến với chương trình Biển Đông hôm nay tiếp tục là những diễn biến của cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai đất nước Trung Quốc và Hoa Kỳ. Sau khi Hải quân Nam Hải bị quân đội Mỹ đập tan âm mưu tấn công vào tàu sân bay của Mỹ trên Biển Đông, như trong một bản tin chúng tôi đã đưa, Trung Quốc đã không cam tâm chấp nhận những thất bại và tìm cách trả đũa. Nhưng trong một toan tính sâu xa hơn, Tập Cận Bình và quân đội nước này muốn thăm dò và nắm bắt được thực lực của quân đội Mỹ và khả năng tác chiến hiện tại của quân đội nhân dân Trung Quốc như thế nào, nhằm để chuẩn bị cho cuộc chiến với quy mô sống còn mang tính tổng lực trong tương lai. Diễn biến của cuộc đụng độ khốc liệt lần này giữa quân đội hai nước ra sao? Tất cả đều có trong chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý thính giả và các bạn thân mến, đảo Phú Lâm là một trong những hòn đảo xinh đẹp tại Biển Đông. Đảo này có rất nhiều cây cối tươi tốt được gọi là đảo Phú Lâm. Ai cũng biết hòn đảo Phú Lâm thuộc về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và nó chỉ cách Đà Nẵng là 350 km, còn cách Trung Quốc là hơn 1.000 km. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chiếm mất hòn đảo này của Việt Nam và xây dựng các căn cứ quân sự trên hòn đảo. Đã rất nhiều lần Việt Nam muốn lấy lại biển đảo của chính họ, nhưng sức lực ngoại quốc Việt Nam lại có hạn nên không dễ dàng giành giật được từ tay Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua, Hải quân Việt Nam đã mạnh lên khi Mỹ viện trợ cho Việt Nam 17 con tàu khu trục và 8 con tàu ngầm mang tên Ngày Tận Thế. Sức mạnh của Hải quân Việt Nam đã vượt lên ngang bằng và thậm chí là vượt qua cả Trung Quốc. Những con tàu này được lắp đặt hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, nó có thể bắn hạ các tàu sân bay của Trung Quốc. Bởi vậy, Hải quân Việt Nam đã lên kế hoạch tấn công lên đảo Phú Lâm. Bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những chi tiết mới nhất về cuộc tấn công lên đảo. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe theo dõi. Trong những tháng vừa qua, tướng Ngụy Cao Khánh, bệnh kinh giữ 7 tỉnh biên giới Tây Bắc, có chung đường biên giới với Trung Quốc. Sau nhiều đêm mất ngủ vì ông không thể xuất hiện được trực tiếp tại khu vực tuyến Đông Nam. Đây là khu vực tướng Ngụy Cao Khánh hết sức quan trọng.
ông nhận định với tướng Lương và tướng Long cho biết, hai ông phải bằng mọi cách cố vấn cho tướng Giang ra lệnh cho người nhái tinh nhuệ nhất của ta bằng mọi cách, nhưng phải tuyệt mật tuyệt đối nhằm phá hủy các hệ thống radar và tên lửa chống hạm AC-62 và tên lửa FK-9 trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Việc này cần phải được tính toán tỉ mỉ và chi tiết, vì chúng ta có thể dễ phát hiện các căn cứ của Trung Quốc trên đất liền, còn dưới biển thì họ khó có thể phát hiện. Nếu đứng trên bờ biển, tất cả nhìn ra có phải là yên bình, chỉ có sóng vỗ vào bờ. Căn cứ quân sự của Trung Quốc được bồi đắp và xây dựng trên các đảo ngoài khơi Biển Đông. Như vậy mà làm sao có thể theo dõi được chúng? Có khi Trung Quốc còn mang tên lửa xuyên lục địa, mang nổ đạn hạt nhân khác ra lắp đặt trên đó, mà khó có thể phát hiện ra được. Nếu chỉ nhờ qua vệ tinh chuyên theo dõi hàng hải, quân sự thì khi Trung Quốc cũng có cách ngụy trang của chính họ để che mắt các vệ tinh nhân tạo đó, không thể chụp được hình ảnh trước hiểm họa khó lường của Trung Quốc ngoài khơi Biển Đông. Như vậy, tướng Bùi Cao Khánh và hai tướng đã cố vấn cho tướng Giang, nhanh chóng ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Hai tướng Long và tướng Giang sẽ trực tiếp đến Bộ Chỉ huy của 4 Hải quân Việt Nam tại quân cảng Cam Ranh để tham mưu cho lực lượng người nhái, hay còn gọi là đặc công nước triển khai công việc này. Vào sáng sớm ngày hôm kia, hai tướng Lương và tướng Long đã có mặt tại Bộ Tư lệnh Chỉ huy Vùng 4 Hải quân tại quân cảng Cam Ranh. Lực lượng đặc công nước người nhái đã có mặt để hai ông trực tiếp nói chuyện, động viên tư tưởng với quan điểm rõ ràng của một người lính là phải thấu hiểu công việc của mình đang làm. Và chính nghĩa là vì tổ quốc phải bảo vệ kẻ thù xâm lược, và nếu phải hy sinh thì đây là một sự hy sinh oai hùng nhất và cao cả nhất vì quốc gia dân tộc. Nhân dân sẽ muôn đời ghi nhớ công ơn các anh đã làm, hai vị tướng nhất định cho biết. Trung Quốc rất là quan trọng chức năng của đảo Phô Lâm là vì lá chắn bảo vệ trước căn cứ của Hải quân Du Lâm tại Tam Á với khoảng cách là 300 km. Phía Trung Quốc đã lợi dụng chiến tranh thống nhất Nam Bắc để đục nước béo cò và đại dương của lực lượng chiếm đóng Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 về trước. Thì sau đó thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa trên khu vực đảo Phô Lâm từ tháng 7 năm 2012. Ngay lập tức, Trung Quốc đã cho bồi đắp để cải tạo thành đảo đá nhân tạo, xây dựng một đường băng dài 200 m cho mục đích quân sự cung cấp trang thiết bị hỗ trợ trên đảo Phô Lâm. Vào năm 2016, quân đội nước này đã điều chuyển đốc cơ J-11 và tiêm kích F-7 tới hạ cánh trên đường băng tại đảo Phô Lâm. Trung Quốc tiếp tục triển khai các hệ thống tên lửa phòng không chống hạm AC-62 và các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa FK-9 cho đảo Phú Lâm. Đây là một mối đe dọa lớn đối với an ninh hàng hải của Việt Nam và là sự vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế quy định. Vì vậy, Trung Quốc đã cố tình cho triển khai lắp đặt hệ thống radar cảnh báo sớm và hệ thống tên lửa phi pháp. Việt Nam phải tìm cách vô hiệu hóa những hệ thống nguy hiểm này của Trung Quốc. Kế hoạch của hai vị tướng đã xong và điều người nhái đi trên một chiếc tàu đánh cá vỏ sắt cắm cờ của Trung Quốc. Ban ngày thả lưới đánh bắt gần khu vực đảo Phú Lâm để thám thính tình hình. Và chiếc tàu bên ngoài là vỏ sắt được sơn màu xanh và cắm cờ của Trung Quốc. Ngay cả người nước ngoài không nghĩ đây là tàu đánh cá của Trung Quốc và treo cờ của Trung Quốc. Ngay cả các cảnh sát biển cũng không dám động vào họ, tạo thành cửa ba phương chắc cho người nhái Việt Nam hoạt động. Đến 20 giờ tối ngày hôm qua, chiếc tàu này tiến vào gần đảo Phú Lâm, đèn pha được bật hết công suất để câu mực và hòng ngụy trang với cảnh sát biển của Trung Quốc. Tưởng đây là tàu người dân của Trung Quốc nên đã mất cảnh giác, không hề đề phòng, và lúc 2-3 giờ đêm, về trời bắt đầu có gió và mưa dông mạnh khiến cho ta phải chấp nhận quan sát đảo Phú Lâm để tránh gió giật mạnh. Khi tàu tiến lại gần đảo, ngay lập tức có 4 lính hải quân Trung Quốc ra hỏi. Một người biết tiếng Bắc Kinh nói rõ tạm trú tạm vắng vài tiếng, khi nào hết gió sẽ tiếp tục ra khơi câu mực. Ngay lập tức thấy đây đúng là người Trung Quốc nên tên lính hải quân này không nghi ngờ gì mà lập tức đồng ý. Và còn kéo tàu vào và buộc dây vào thành bê tông ở gần đó, rồi càng ngày càng gió càng lớn và càng mạnh hơn. Trong lúc các tên lính này tiếp tục đi tuần tra kênh đó, thì các đặc công nước Việt Nam không chấp bằng nhiệm vụ, nhanh chóng khống chế bắt trói vô tên này ngủ say. Sau đó thì 4 đặc công nước của ta đã lấy quân phục để cải trang thành lính Trung Quốc và đeo súng đi tuần tra như những người lính hải quân Trung Quốc thực thụ. Sau khi đi quanh hai vòng để quan sát khu vực đặt hệ thống tên lửa của các dàn khoan radar, và cho đến lúc 1 giờ sáng và trời càng lúc càng mưa nặng hạt, tạo điều kiện cho 4 lính đặc công Việt Nam đặt bộc phá hẹn giờ và các ống phóng tên lửa và dàn radar khác, đường băng và cột thu phát sóng. Sau khi đặt xong, trời bắt đầu giảm cường độ gió, giảm hạt mưa đã dần thưa thớt. Lúc này nếu như có bão, khi các đặc công của ta vẫn tăng nhanh chóng rời khỏi đó vì các quả bộc phá đã hẹn giờ, sắp phát nổ vào lúc 3 giờ sáng. Do đó khi nhổ neo, đặc công nước của ta đã cho tàu tăng tốc hết tốc lực và quay về đất liền ngay lập tức. Và đúng như kế hoạch đề ra, đến lúc 3 giờ sáng, tất cả các quả bộc phá đã phát nổ một cách đồng loạt và tạo thành quả cầu lửa bao phủ kín đảo Phú Lâm, phá hủy thành công hệ thống ống phóng tên lửa chống hạm và tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa FK-9, biến radar và cột phát sóng. Mặt đường băng tạo thành những hố sâu trên cánh cửa đảo Phú Lâm tại Hoàng Sa thành công. Vang dội này của đặc công nước Việt Nam đã xây được cho Trung Quốc một bài học đắt giá khi cho biến toàn bộ hệ thống tên lửa của Trung Quốc thành đống sắt vụn, biến toàn bộ căn cứ trên đảo thành đống đổ nát, hoang tàn chỉ sau một đêm duy nhất.
Vào lúc 8 giờ sáng, Bộ Chỉ huy đặt tại căn cứ Hải quân Dù Lầm, các tư lệnh Trung Nam Hải cầm đầu công bố, tai nạn lúc 3 giờ sáng đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn, phá hủy thành quả gần 50 năm xây dựng của Hải quân Trung Quốc trên khu vực đảo Phú Lâm, Trung Quốc. Và chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra và trả đũa một cách tương xứng với bất kỳ quốc gia nào tiến hành việc công phá hoại này. Vụ việc này được ví như là hành động tuyên chiến toàn diện đối với Trung Quốc đại lục. Trung Quốc sẵn sàng đáp trả ngay lập tức sau khi Trung Quốc có bằng chứng để chứng minh vụ phá hoại sáng nay làm hỏng toàn bộ hệ thống ống phóng tên lửa phòng không chống hạm.